Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm và Yên Mỹ. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngay sau khi có quyết định số 181 ngày 21 tháng 1 năm 2020 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp chủng mới của virus corona, Sở đã có công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ động công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, phân loại bệnh nhân ngay khi đến viện, chuẩn bị khu vực cách ly, thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona phải luôn sẵn sàng ở mức độ cao nhất. Đồng chí yêu cầu ngành y tế cần tăng cường công tác phòng chống dịch với các phương án khác nhau, thường xuyên tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp truyền tải đến người dân một cách nhanh nhất để phòng chống bệnh hiệu quả.